Hello, xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay em đi đón một người chị của em, mà ta nói cũng sát nhà lắm, mà cũng lạc tới lạc lui, lộn tới lộn lui vậy đó quý vị. Này là chị gái của em gái của ca sĩ Quang Bình nha. Đây, chị đang đứng ngoài đường, chị đợi em luôn ạ. Hello chị. Hello, chị Phương Giao. Hello, trời ơi, qua đây tự nhiên làm như người ta trẻ hơn á trời. Phải không? Không, trẻ đẹp. Anh Quang Bình nãy giờ anh ngồi anh đợi mình ngoài luôn kìa. Ông nôn đi ăn phở quá sao đó. Sáng bạn rủ đi cà phê mà đâu có dám đi đâu Nga. Trời ơi, cho sao Dũng... chị không đi từ sớm? Sớm là chị cứ đi thoải mái, trưa rồi chị mới gặp chị em. Nói sáng thì chị đâu biết giờ mình giờ nào. Sorry chị, giờ đi nha, giờ okay, đi nha. Ok, đi, mình lên được. Xinh gái quá. Hai chị. Ủa? Ai đưa anh Quang Bình tới vậy? Đi xe Uber. Chi vậy? Em đã nói em đón anh được mà. Em được lại anh. Đâu? Từ bên chị Giao gần nhà em luôn. Đó. Con qua nấu miếng gà. Đây, để con vô đây đi con. Này cháu em. Đi du học ở bên Chicago qua chơi mùa hè với cô. Con em cũng làm không chứ gì? Em chào Nam ơi, nghệ sĩ tinh tải. Anh khỏe không? Khỏe, quá khỏe luôn. Biết ai ngồi ngoài không vậy? Có ai, có chị Giao không? Anh Bình, Bình ngồi lâu rồi. Thì đó, nghe đồn là này, anh ép Phương Giao ra đây. Giữa đường gặp cánh hoa rơi đạp cho một cái, không chơi hoa tàn. Quay lại gặp cánh hoa tàn đạp thêm phát nữa cho tàn đời hoa. Ủa, nghe đồn bán quán phở rồi mà sao giờ quán phở đâu? Đâu mình đâu có bán đâu, mình nói giỡn mà ai cũng tưởng là mình bán quán, mình còn đứng ở đây mà bán gì? 4 tháng rồi đó mà mình vẫn đứng ở đây nè. Vẫn đứng đấy luôn. Vẫn đứng đấy vẫn làm phở. Ừ, ta chơi cho vui chứ dễ gì bán đúng không? Nhưng mà tại hôm đó là bảo chị Nga là nói giỡn với chị Nga, mà chị Nga bật lên dành cho người ta tưởng thế. Thì cái cuối cùng người ta đó ta ăn giống như sợ nghỉ đó, phải không? Không nghỉ, người ta bán lẻ trong nó nghỉ đó, thấy không? Hồi nãy giờ gặp nó, anh em cũng nói chuyện tâm sự. Có tâm sự chưa? Chút xíu nữa mình ôn lại. Trời ơi, mấy đứa nhỏ không rồi. Chị Giao là làm bức ảnh hẹn chị ra đây phải không? Hai đứa là cùng một đó, cùng một cái đợt á. Có bức ảnh đàn em đó. Em thì đi hát đi trước, nhưng mà lúc mà giờ, em hát lại đó. Em hát lại đó. Hai chị em gặp là nhau trước là khi sao? Mà anh đi qua đây đúng rồi. Là lúc đó không cảnh cùng nó thời khác được. Rồi. Cảnh nó là đàn em. Cái cảnh nó là đàn em, nói về tuổi nghề thì nó là đàn em. Hai chị em đó là gặp nhau ở biết gì không? Bầu Ngọc Thành uống dẻo chín chó đó. Là đi Vũng Tàu hai đứa là lần đầu tiên gặp Tuấn Cảnh. Hồi đó là nó hát hay. Lúc đó là chưa ai biết Tuấn Cảnh là ai. Nhưng mà lúc đó là có Xuân Mai chưa? Có bé Xuân Mai chưa? Chưa có lấy gì. Chưa lấy vợ là còn đẹp trai như vậy. Còn Jin, nó còn Jin lúc đó còn gì đấy hả? Đó ngoài kia nó mới vô mà. Vì nói thằng này hát hay, thằng này có tiếng giọng. Cuối cùng đâu nổi đâu, con không nổi. Cuối cùng ông không nổi mà con nổi. Xém nổi. Nó đi hát đầu tiên là cái sân khấu quận 11 của anh đó. Dạ. Em thì gặp nó lần đầu là đi với lại Ngọc Thành. Đi xong anh đi hát Vũng Tàu. Anh Giao là chứ lúc mà anh Giao cho chú Duy Ngọc đó là nó cũng còn hát khác đó. Nói chung là tình hình là chị Giao vẫn đẹp như ngày nào nha anh. Vẫn trẻ đẹp luôn. Thôi giờ chị ăn phở đi, lát nữa phỏng vấn chị có qua đây chị làm công việc gì, có hát hò gì hò rần rần không? Chị bay qua đây chị đi show mà phải không? Đi show mai chị về rồi. Là chị hát cho ai vậy? Chị hát cho bên vũ đoàn Đình Lương Việt Cầm á. Của anh Lũ Lũ á phải không? Đúng rồi. Rồi em biết rồi. Hai đứa là bạn năm cũng bốn mấy năm rồi đó. Lúc chị 14, 15 tuổi là cùng nhóm múa với Luận á. Nhưng mà hát dễ hơn ca, múa khó hơn ca nên chị qua ca chị bỏ múa. Luận đi tới bây giờ luôn. Em đi múa trước Luận. Em chung hồi lúc mà em nhớ là lúc chung, mà em chung thì nó cái vụ đó thì biết rồi, cái đó thì có một chút thời gian ngắn thôi. Còn có mẹ đó. Dạ. Không nhớ hả? Bả chị nhớ không? Tuấn Cảnh thôi à. Ôi chị. Đây, đây.
Hai chị khỏe không? Còn mười mấy năm rồi đó. Hai chị em. Cái gì mười mấy năm? Mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Năm là từ lúc dỗ tổ tới giờ. Rồi dỗ tổ 16 hơn. Hồi lúc một Mai Thiên Vân mới chưa đi mà. Giờ chắc là phải cắt tóc. Đi đẹp ấy, vẫn còn đẹp như ngày xưa ha. Ờ đẹp y nguyên vậy luôn á. Đẹp y nguyên á, chả có gì thay đổi không? Chả thành con trai ha. Dạ dạ. Ghê đẹp phải thẳng trai. Quang Bình chỉ có Quang Bình là xuống rồi à. Còn Quang Bình hôm nay đỡ hơn lúc trước rồi. Đúng rồi, tươi tỉnh hơn. Thấy gặp em gái sang là tươi tỉnh ra. Có niềm vui tới mà. Nói ngoài Sơn mới bảo chị tới đây chị à, vậy hả? Chồng anh ngoài Sơn tới, dễ thương lắm. Anh bảo về Vũng Tàu anh có nhà tắm tắm phòng. Ôi, nhà lớn lắm ngay gần đảo. Cái khen anh ngày xưa là đẹp trai hát hay mà trai bây giờ tên. Bây giờ vừa hát giờ lên xấu trai nữa thành ra trai bây giờ là trai. Trai mặt à, ơi. Trai mặt mà không hát nữa, giờ chả biết hay ấy giờ nữa. Vậy đó hả? Ừ. Chắc cũng còn hay chứ. Mà anh ở mà. Anh còn ở Việt Nam là cái sân khấu mà quận 11 lúc mà mở ra lúc đó. Quận 10 á, quận 10 với quận 11. Phú Thọ. Rồi trống đồng mà chị Bích Lan mà giờ chị Bích Lan nó có. Em hát một bài em đi vô chị lại vô đi ra hát hai bài khán giả gây lộn với cả chị kiểu tại sao người chị vô hát bài. Chị mới thua đó. Lúc đó em thì em xém nổi đó chị đang mới nói với Nga nè. Xém nổi chưa nổi đã chìm rồi từng bị tiếng Nga nó kéo xuống. Đâu có. Tiếng Nga ở đó nặng quá tiếng Nga kéo anh xuống. Lúc đó em đã biết ai là ai đâu chó kìa. Ờ hôm nay áo đẹp chưa? Tám. Này mới cắt tóc nó đẹp trai hả? Đẹp trai. Ủa tóc đang mọc ra cắt gì vậy cha cóc? Không cái tóc. Nhớ tóc. Không phải người mùi mùi gà không à? Lấy cái vía. Xin lỗi. Anh Phong tại sao anh lại đội nón của chị Cát Phượng vậy? Có tên CP kìa. CP là Cát Phượng à chị. Cổ phần chế phong. Chế phong. Khó kiếm cái nón đó lắm à. Công ty cổ phần một thành viên mà bốn người là chế phong Cát Phượng luôn à. Ai đi đó nó làm cái mình em đó. Phong nó chưa riêng không? Phong nó chưa nghe đọc thơ. Thấy không? Khoan đi, để dành chút xíu làm. Không thôi được. Phong đọc thơ đọc lại bánh mà có Phong nó mới thích. Phong thích cái này lắm. Giữa đường gặp cánh hoa rơi, đạp cho một phát không chơi hoa tàn. Quay lại gặp cánh hoa tàn, đạp thêm phát nữa cho tàn rơi hoa. Không nói là chế Phong không nói vậy thôi chứ ông Phong thì không mình nói chỉ mang tính chất minh họa thôi không mà thì đứng lên diễn liền chứ trong bức cảnh bây giờ là ông chỉ đạp con gà thôi không đạp ai nổi nữa đâu đạp cái tàn Phong là gặp ai là cho cảnh anh cảnh em ăn cơm gà nha cảnh bây giờ cho em gì? Tô phở đùi con ăn gì phở gà lồng thắt được à bé cát hay là đâu phải đâu không con này là cháu em bé Tinh Linh bé Tinh Linh chị cũng là con hả đâu nó ở Việt Nam nó du học mà nó qua đây nó đang ở Chicago cháu của dì Hải đó à. Cháu nội của dì Hải đó lòng bò lòng cơm chị em ăn cơm mà. Luôn không em ăn cơm luôn ba phần cơm con ăn cơm cả đùi đi ăn cánh làm gì ăn phở bò ha một phần lòng một phở bò ba cơm ở đây chiên gà đó con ăn bò xịt hầm đó đổi lại gà luôn anh ơi ăn gà gà đúng không ở đây cơm gà với phở gà ngon không gà mà không ăn bò xịt hầm mình phở bò đó mình đi chỗ khác tất cả là chỉ có gà thôi ông mà nói gì là không còn gà luôn không có bò nha. Nó sợ xịt hầm có là tính cảnh có bánh chưng ngon nè anh Bình thích ăn bánh bánh chưng tôm tạnh lắm nữa mua về chưa được ăn phở bò đó mày mới là bày đó phở bò là ngon ngày xưa mắm phở bánh bò chưng đem về được mà thấy gà lắm gà người ta thích ăn chị mua đi em tặng cho chị chỗ chị đem về kiểu ăn chị không có cái bánh chưng nào mà nó xấu như bánh chưng của phở tôm tạnh mà nó ngon chị nhìn là xấu thì xấu mà ngon lắm xấu mặt mà tốt lòng phải không xấu nhộn vậy đó nhà trong ngon không có cái bánh chưng chưa được 1 phút 30 giây sao gói hả? Gói cái bánh chân chưa được 1 phút 30 giây luôn. Hèn gì? Em kêu ổng đi về gặp Quyền Linh đi, thêm 1 phút 30 giây ổng chịu. Hèn gì? Hèn cái bánh chân của 1 phút 30 giây gì nó xấu, tao nói. Thì mấy khi được gặp anh đâu, nghe đồn anh dạo này thành công trong việc làm bờ có bầu. Nên là phải gặp anh nó đẹp đẹp đúng lên trước. Đúng tới là có bầu, đúng tới là có bầu. Đúng. Nãy hỏi ngay là cái tay mày làm cái gì vậy? Hả? Cái tay mày làm cái gì? Cái bầu nó bự như vậy nè. Vậy đó. Nè. Qua đây tôi dịnh con chút xíu coi. À cái gì? Bánh chưng cũng cạnh quý vị. Tuy xấu mà ngon. Chú Nguyễn Ngọc Ngà, bác Nguyễn Ngọc Ngà thích lắm. Ngày xưa là Nga mua tặng cho Ngà, cho bác Ngà đem về Canada. Còn cả ông xấu lớn chồng. Em con ơi.
sao cái bánh chưng này ở đâu mà ngon thế. Là từ đó trở đi là mỗi lần chúng nhà bay qua Canada, bay từ Canada qua đây là đến Tuấn Cảnh ăn bánh chưng. Dạ đẹp. Làm bể chai dầu thơm hả? Sáng nay sẽ chấp bồ đó. Làm bể chai dầu thơm. Thơm quá hả? Nó xịt một cái rồi. Thơm đúng không? Nó xịt một cái rồi đi. Trật hoa mà 500 đô mà xịt 5 nhát thôi là mẹ nó thơm 5 ngày. Bể. Nó làm bể. Xịt một nhát thôi là muốn chết. Xịt tới nhắc cái em luôn mà chết mẹ ta luôn. Mà vẫn chưa thằng nào chết kìa. Này Trung coi lại. Lại cho anh Bình một cái nè. Ờ quên điện thoại không? Cho anh Bình cái, chứ Phong nửa cái. Giao 5 cái đem về. Tôi nửa cái, còn nửa cái đúng không? Cất ngăn đá chị. Ngon lắm. Chị không có hành lý. Hành lý chị full lắm rồi. Nhưng mà chị đi máy bay, chị đi gì? Xách tay được. Chị đi máy bay hả? Trời ơi em xách tay bị đuổi xuống ngoài mấy lần mà. Bởi vậy mà. Đâu, Dũng đâu? Anh Dũng đi với Dân Thanh với Minh Bá rồi. Sáng chút xíu mình ăn xong mình đi quán cà phê. Mình uống cà phê. Rồi xong nay em... Ủa sao vậy? Lại gì nhìn tôi thì má. Bộ làm gì chưa thấy ghệ đẹp sao vậy? Em gặp Nga lúc sáng sớm không à? Cho nên lúc này cái lúc giữa trưa này khác hẳn luôn. Ủa mày gặp sao gặp sáng sớm? Sáng sớm ngày nào cũng qua. Có gì là vừa chở vợ ông có lột không phải vừa chở người ta đi làm. Đi làm phụ vợ. Sao qua em? Bà Nga Soring. Nhà có gì ăn không? Cái em đưa cái mặt ra. Tóc nó dựng tóc tai dựng dựng lên cái nợ nguyên thủy của em á chạy luôn đẹp đẹp mặt chịu có nhìn đẹp lắm chịu có nhìn kỹ là đẹp lắm. Xong mà anh em ăn sáng ăn tới 10:30 xong nó uống cà phê nó khoan để em xíu hỏi làm gì đi đánh răng cái đó trời ơi là trời là người gần đủ hộ rồi mới rồi đi đánh răng là ta ăn uống xong đúng rồi đúng rồi chính xác. Em là có khi em mệt quá em buồn buồn cái chiều mới đánh luôn á. Hiểu, thấy hoài à. Đó nãy hỏi em. Em nghiện cái mùi hay gì? Hồi nãy 11 giờ mấy. 11 giờ mấy. Con Nga nó gọi cho em, hẹn là anh 12:30 gặp mày tính cảnh em mỗi 12:30 nào. Bây giờ cô còn đang đánh răng. Em nghe trong trăm thanh em biết đang đánh răng nữa. Cũng kiếp loài người. Khó tả lắm chị. Nó ghiền cái mùi của nó, nó không muốn rời xa. Mỗi lần mà muốn nói chuyện với Nga phải nói trước. Để nhớ hôm nay làm gì. Khó tả luôn. Tả hai trang giấy xong rồi. Anh Bảo đâu mà anh Phong ở đây vậy? Trời ơi, bà Tám. Tôi nhớ bà Tám tàn nhẫn vô đạo chị nha bà Tám. Chị mở cho em cái bánh chưng này cho mọi người thưởng thức luôn đi chị. Cho nó biết là anh Phong nó ngon cỡ nào. Trời ơi. Bà nó là anh em phải không? Đó. Anh ruột hả? Anh cô cậu con gì đó anh cô cậu cơm gà đây là xuất sắc luôn đó nhất cái răng lắm nhất cái răng luôn anh mình lo đơn cái gì vậy anh mình không bỏ có anh mình không bỏ ăn cơm vậy anh em bỏ chị có ghé qua anh khánh hồng nào chưa chưa hả lần đầu tiên hả chị lần đầu tiên qua chị qua đây lần thứ hai mà kỳ trước đâu có gặp đứa nào đâu trước ở bên Mỹ Quế cứ đi với mấy người mấy bà chị lớn á. Bữa giờ là chị qua Mỹ là được nhiêu lâu rồi ta? Chị qua 15 tháng 6 vừa rồi là đúng 1 năm. Đầu 1 năm chị qua đây. Là chị qua Cali này được mấy bận rồi? 2 lần. 2 bận. Của chị Lan, lần hát với bên chị Lan á. Dạ. Nhưng mà bên Tiểu Bang chị là chị ở thì thấy chưa ok không? Chưa xì ở bên đó thì có ăn Mỹ lắm mà. Nga đọc cái chữ như chưa xì anh nghe Nga. New Jersey. Thấy chưa? Chị đọc không đúng đâu Nga đọc cái chữ tiếng Anh. New Jersey. Nó thì người Việt ít. Đồng người Việt ít. Vậy là giờ tiếng Anh chị giỏi lắm rồi phải không? Nga đọc mình phải hiểu nhiều. Được thôi, hiểu sơ sơ thôi. Tại ngày xưa nhớ chị cũng hát tiếng Anh quá trời mà. Em ở đây thì tiếng Anh em cũng được. Tiếng Việt thì cũng đang quên dần. Còn ngon quá. Sắp nữa nè. Không mời ai hết trời. Ai quên? À quên. Ôi lâu ngày không gặp chị. Hoài ngày đeo nguyên cái Rolex luôn. Nhức đầu lâu vậy sợ. Mới làm cái nghề job mới của nước Mỹ thôi mà. Mới có 2 tháng đeo nguyên cái Rolex luôn. Nhức đầu quá Phong ơi. Ta đeo từ lâu không nghĩ gì vậy. Ủa vậy hả? Mới nó chấp gì điên rồi. Tại vì nhiều lúc anh đến anh đẹp quá em lo nhìn mặt anh em quên nhìn mẹ nó cái đồng hồ. Em gặp anh là lúc mùa đông không mà anh mặc áo tay dài. Chốt mới mà phòng là cái gì vậy? Không có cái chốt. Ủa? Anh lo cho anh Bình đi.
mình cũng trong diện người già nghe không? Anh làm cái tổ hợp chăm sóc người già đi. Đang lập công ty rồi. Đó. Ủa này sao? Gà lòng mà. Có gà lòng gì đâu? Để cái chén lòng riêng. Cái đó để ra sao? Ủa cũng hai chưa có nữa hả? Chưa, thường làm như ông Tuấn Cảnh không biết em quay YouTube nên ổng thường ổng để là mọi người ăn xong em ổng mới cho em ăn chị. Nhưng cái buổi nói chuyện này thì chị cũng thay mặt gia đình, thay mặt mẹ cảm ơn em đã luôn luôn đứng sau lưng anh Bình, hỗ trợ anh Bình, giúp đỡ anh Bình thiệt nhiều trong những cái lúc mà khó khăn cũng như là chăm sóc sức khỏe cho anh Bình. Dạ. Gia đình rất là cảm ơn em. Dạ. Nói biết ơn thì nó nặng quá nhưng mà rất là cảm ơn em. Dạ. Em là một người rất là cố. Dạ. À, phở hay cơm? Phở. Cơm đang chưa chín, tại mình chút xíu không? Không, của em ăn phở đùi mà. Okay. Thôi lấy phở đùi cho em đi. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, nhưng mà lâu nay em cũng bận nên em cũng bỏ bê anh Bình. Em giận anh Bình đó, chị có biết không? Vậy đó hả? Mình em làm giận. Gì em giận? Dạ. Tại anh Bình tin người quá. Mình bị người ta gạt, em giận. Mình nhẹ dạ. Hả? Mình nhẹ dạ lắm. Ôi trời ơi, chị ơi, em tức ổng muốn chết luôn vậy chị. Cái lòng ảnh giống như cái cọng bông gòn vậy, muốn bay đâu bay à. Ai mà níu thì ổng ổng níu đi à. Để một cái con mẹ phải gió nó vào, nó thao túng cho tức quá. Nó hại ảnh mà. Thôi, ok, bỏ qua đi chị. Không mà thôi. Lúc đó nằm trong bệnh viện đâu ai giúp, đâu ai ngó ngàng gì tới đâu. Giao quá. Có gì cơ. Mà hả, người ta tạo nghiệp người ta ấy hả chị ơi. Ơi người ta bệnh gì mà cũng vô gạt ta ăn quả thôi. Lấy hết tiền của người ta. Nhân quả thôi. Bây giờ anh nên để cho anh Chế Phong chăm sóc anh đi. Anh Chế Phong giờ anh trong cái hội mà cái rất lớn của Mỹ đó. Chuyên chăm sóc những người mà đẹp đẹp mà có tuổi. Em là đang đứng trong cái danh sách thứ ngàn. Nga đang get like. Cần get like, biết chuyện nào tới. Ngon không chị? Ngon. Phở Tuấn Cảnh. Ủa chân gà cơm, đâu Tuấn Cảnh ơi. Cơm cũng rất là ngon. Cơm bên chân gà. Ngon nói lắm. Chung là nhờ gà ngon lắm. Ngon lắm. Nè cái bánh chưng này nè trời. Ngon lắm. Ăn cơm ha, chứ Nga thích ăn phở không, ăn cơm lạ chị ha. Không, ông Phong là ổng là người chung thủy nên ổng ăn cơm không, mà em không có chung thủy nên em ăn phở thôi anh. Thì chung thủy mới phở. Nga ăn 10 món phở không mà nó bảo nó không chung thủy đó. Thì ra đây là 10 lần như 10 chứ ăn phở thôi, phở. Ăn cơm sợ béo. Đúng, ăn cơm sợ béo nhưng mà cơm ngon ha, béo cũng được. Ngon. Cơm ngon lắm. Cơm lạ lắm. Chị Giao cũng nhớ ghê, chị Giao nhớ là chị em mình gặp nhau ở cái cúng tổ 126. Hồi Mai Thiên Vân nó chưa qua đây. Hôm nó có Mai Thiên Vân chị Bích Phượng. Còn trước đó nữa mày. Chị nhớ là đi hát với Ngọc Thành ở ngoài. Không, cái đó là đấy là trước, là lần trước. Lần đầu tiên chị biết mày. Ngọc Thành mất rồi phải không? Ngọc Thành mà đất luôn. Anh còn không? Anh Ngọc Thành con của ông Chín Chó. Có không chị? Mất rồi. Mất rồi. Vì sao vậy? Ảnh ăn chay quá, ảnh làm như ảnh kiệt sức cái gì đó. Sao này nó nhớ nhất là tội nghiệp. Ngày xưa ổng cũng ốm rồi. Chị Giao mới cho coi hình anh Tô Thanh Phương thấy chưa? Tội nghiệp quá. Chị biết Tô Thanh Phương bị nặng. Chị là Tô Thanh Phương chuyện tuổi á. Ông bị tim nặng á. Anh như bị cái gì mà ốm nha, mới cho anh Bình con ốm lắm mà râu ria mà không có nhận ra. Giờ nghĩ làm đâu rồi. Bây giờ ở nhà Hiển Thu mất rồi lắm. Hiển Thu mất em biết không? Chị Phượng gọi em. Ai mất thì Hiển Thu hồi nắp ca xong chay với lại anh có đứa không biết đâu. Em không biết. Giờ tôi nhớ Tô Thanh Phương để em biết. Anh Tô Thanh Phương để em biết. Cũng hết sân khấu chấn động nha. Có em biết. Tên đây anh là Tô Thanh Phương mà anh Phong nó bảo em nhìn quen quen mà em không nhận ra ai trong nghiệp. Cái tay này, cái khoảng tay anh này. Tôi nhận anh ốm nhìn đi giống ai không? Giống Dũng Râu á. Dũng Râu. Cho chị Phong cho Phương. Dũng Thanh á. Anh Dũng hả? Không chị Phương. Dũng nhà chú nhà anh đi học á. Đúng Dũng Râu á. Dũng Thanh á. Dũng Râu thì còn không? Vâng. Mình bên Dũng Râu là bên Dũng Trần á. Thấy không? Anh Phương. Hồi xưa cũng bầu xô rồi dữ lắm mà.
giờ làm Phương hôm mà hôm chị Bích Phương với mấy người này nghiệp hả anh Bình Tim chị Yến Thu mà hát chung rồi đó anh Hữu Bình cũng bệnh nặng em mới gửi tiền cho Bình mà sao Bình Hữu Bình mà ngày xưa cũng có đi ca nó xong nó làm trang điểm make up gì sau này có. Mà thằng Thường thằng Bình cũng là hai thằng nhỏ xíu nhảy cho đi lại đầu tiên ngày xưa em học trong trường sân khấu là Hữu Bình là người make up cho em không Hữu Bình nó make up luôn á mà make up cho em đẹp lắm. Make up cho em sáng trưng à. Nó ở nhà anh tụi nuôi nó. Đúng rồi. Ở bên anh Tô Thanh Phương thì em nhìn không ra luôn á. Bên Tân Bình á. Thấy thương quá hả? Ờ, tội nghiệp. Học chung lớp em ạ. À. Em với mình một lớp. Ừ, không ra nữa luôn. Em chị vợ thì cũng tội nghiệp, ngày xưa anh ấy nuôi anh đi hát anh nuôi mà chị đâu có làm gì đâu. Giờ này cũng không làm luôn tội nghiệp. Phương anh Phương là thấy tội nghiệp nhất ngày xưa anh vừa con vừa phong con. Độ phong độ lắm hiền lành lắm người hát chung với chị Yến Thu đó chị Yến Thu chị bị ung thư máu 20 năm rồi chị với chị sao chị Yến Thu có đứa con gái thôi có đứa con bé Yến thôi có đứa con gái thôi nhưng mà hôm chị mất chị Phương con, hỏi con em con rể ảnh cũng con rể chị cũng có hiếu thì hôm chị Phương gọi bảo thì ai quen chị báo tin thôi không báo cho chị Phong vậy đó chị Phương biết Phương thân với chị Phong lắm trời chị bảo biết trời đâu có thân gì Thu thôi chị Thu hát trước Thu lớn rồi hồi đó chứ không nổi quá chứ không đâu biết ai ở dưới đâu đâu biết cái mèo hoang là phải có con mèo quay con mèo anh diễn đạo diễn nhớ không nhớ không Phong anh gì đạo diễn cho mèo hoang cho chứ Phong là anh bảo Lê Lộc hả phải bài mèo hoang thì phải có con mèo đen Lê Lộc hài hả mà hay quay hài đạo diễn đạo diễn như chị Dung rồi đó ông Lê Lộc hay chuyên quay hài cho tụi em đó đâu cái mặt cũng lỗ mũi tròn tròn nhà ông đang ở đây nè không ai tặng đẹp ha lấn vào cái tay này đẹp này bữa nay hai bố con mặc áo đẹp ghê luôn à nghe chưa anh chị Linh mới đi nãy đẹp trẻ lắm làm gì căng mặt này đưa kéo mặt lên đẹp trai lắm trẻ lắm thì có trẻ hơn chứ Phong không không biết ai là anh ai là em nữa trẻ vậy đó vậy mới đây luôn hả mới đây mà vô anh nhận ra không hay là vô anh rồi chứ Phong chứ Phong không có nhận ra không nhận ra anh chị Linh cái lông quanh quanh cái da đen đen là anh Chiến Linh nhà mình còn trời ơi chị Trăng Thanh Lan chị Hồng Phương Hồng Quế chị gì cho hát đủ một bài với anh Chiến Linh vậy không nó đi hết lúc anh đi rồi hả ai anh đi rồi anh đi đâu rồi chứ Phong anh đi rồi nó mé nó mới nổi sóng lên không mèo đen không hồi đó chị Phong hồi đó hot lắm rồi đó cái Phong nè Vũ Duy nè Quốc Vũ là một chào đó bây giờ Vũ Duy thì làm chủ tiệm nail à mười mấy cái tính giỏi không đâu Vũ Duy nó làm làm thợ hay làm chủ nó làm phòng răng Vũ Duy làm nail mà hồi đó làm nail nó khoe mà không nó làm răng thiệt á nó làm bên này làm giống như sau bác sĩ răng thôi đúng không nó làm răng là nó sửa răng nói về người ta mặt trăng mà tôi không biết cái thiệt hay giả ấy răng thiệt hay răng giả phải không? Không bị chết Phong rồi. Phong đã là ngang không biết Vũ Duy là ai? Biết. Không biết Vũ Duy trời. Răng Duy đẹp không? Không. Thì bởi vậy mới đi làm răng đó. Đi làm răng. Vậy nghe nói là không biết răng thiệt răng giả hôn một cái biết liền vậy. Rồi giờ kéo cầm cắm cái răng nói chớ. Răng sứ của ta như này mà kêu răng giả vậy đó. Sứ thiệt. Anh làm sứ Mỹ là một sứ thiệt. Răng sứ ta dày mà răng giả này còn tóc thì nắm mà một tay thì nắm đè xuống tóc này mà giả một cái tay này phải nắm đè xuống tay thì đè tay thì dịch vậy đó mà tóc này mà kêu tóc giả không tin cái hồi đó chứ Phong có thân với bà Hà My không ta không thằng Vũ Duy Vũ Duy là Vũ bạn trai chơi chung nha bộ nó còn băng men với tụi nó nguyên băng đảng nguyên nhóm luôn chị á. Thằng Minh Chánh á Minh Chánh thì sau này thằng em nào Hà My là một lớp với Tuấn Cảnh Hà My nó bé hơn em đi hát chứ toàn bị lập đi hát chung với em hả em là Vũ Duy Quốc Vũ Tuấn Cảnh Trọng Phúc Duy Trường đúng rồi Trọng Phúc nữa Minh Chánh Hà My Y Phụng không Y Phụng không Y Phụng trong băng đảng này trời em mới nói chuyện với Y Phụng nè bà bắt em nói chuyện 2 tiếng đồng hồ kể về nuôi con bây giờ lớn lắm rồi mà em mời qua chương trình thì không chịu nhưng mà nó để tôi kể cho bà nghe bây qua phone thôi bây giờ nghiệp đi phone con thanh cảo á dạ. con thanh cảo nó chơi em nó thuộc tình mập thù lùi Duy Trường là Trang phải không Duy Trường không có ra Trường Bảo ở
Trường Bảo đâu rồi ta? Trường Bảo xưa đâu. Còn anh gì nữa, anh gì ngày xưa mà đi Mỹ đã đời xong rồi về Việt Nam lại mà hát cùng hát chung với Đại Trang á. Anh nhạc sĩ anh gì đó. Đi Việt Nam về đi sang Mỹ xong không ở, xong đi về luôn anh gì. Vui không. Cái gì Duy à? Trường Duy. Duy Bảo đó, Duy Bảo là không, cái anh mà thân mấy anh Duy Ngọc á. Ủa anh lấy đất dạng đem đi. Thân mấy anh Duy Ngọc á. Trường Duy. Chị cho em xin mấy cái dĩa nhỏ đi, em chiếc bánh đồ chờ chân cho mọi người ăn. Sao nói là Trường Bảo, sao nó đổi thành Trường Duy. Trường Bảo ngày xưa là Trường Duy. Đúng rồi. Còn Trường Vũ thì đang ở đây nha. Miếng ăn không? Nó cũng như đánh bài vậy nha. Quăng miếng lúc ăn lúc cua. Ông Bù Trường là Bù này mà ăn mà chưa thân em Duy Ngọc á. Em chỉ biết Trường Vũ thôi đó, Trường Vũ đang ở LA. Ráng gỡ. còn mấy cái trường học ở Mỹ thì em cũng biết luôn. Trường ăn không, mấy ăn không? Có biết rồi Trường không? Có biết Đoan, Đoan Trường không? Em chỉ biết Lam Trường với Đan Trường thôi. Không biết Đoan Trường luôn à? Thế thì sai. Biết Đan Trường biết luôn. Đoan. Có biết Đoan Ngọ không? Là cái Tết 5 năm. Miếng này gãy quá, cản cho anh à? Miếng gãy. Gãy là gì? Luôn, gãy hết. Miếng gãy hoàn toàn. Nói chung gãy quá mình phải tan trường. Chứ có biết ăn như mấy người phải tan trường. Tan trường. Chị Giao hát bài đó không? Anh lấy bánh chưng em cái khúc có mỡ. Cái gì phải không? Cái gì mà mỡ em ăn. Nó sợ mập, năng cho em sợ mập. Ăn đây. Bánh chưng đó, anh lấy khúc bánh chưng vào trong mỡ. Trường Tan Trường. Kim. Anh nghĩ đi, bánh chưng nó ngon lúc nào tăng phòng tăng không? Không, Kim không ngáp rồi đó. Bà Tan Trường. Trời đây, cái này mới. Cái miếng này mới có mỡ nè. Đây chị, anh Bình ăn miếng không? Mình ăn rồi. Hôm mà, chị Phong nhớ không? Có hỏi rồi. Chị Phong nhớ không? Chứ mình chả bồ mình nói là bán kìa, mệt quá đó mà làm người ta hỏi kìa đó. Tới đây mình còn ngồi đây chị mình cũng tưởng thiệt á. Chị có tưởng không? Chị Bích Phượng với Việt Nam cũng tưởng thiệt luôn. Mà nhờ gì không bán chạy luôn á chị, ta lật ta đến ăn cậu nghĩ thiệt không? Đâu. Đâu quá đông quá sợ. Mày... không em nói thiệt á, cho biết nha mày, chụp biết nha. Không hồi đó đông lắm, đông sợ, đông em sợ lắm. Đông quá em cũng đuối. Chị tin không? Đuối hả? Cũng đông quá cái bị quạo. Không phải quạo nó sợ bắt điện thoại đâu, không sợ. Nhưng mà cái bonsa đồ nó bộ đó, nó đi ra quán không cấm cạnh anh là bị chửi không mà là thằng phở chửi luôn, ấu phở chửi luôn. Không phải đâu mày, cười ngày xưa là nhân viên nó chửi nhau với khách đâu phải mình đâu. Tự nhiên phở chửi là bây giờ chủ đứng ra chửi tay đôi chửi nó ránh bỏ mẹ chứ chửi nó đâu, chửi thế mà làm như chửi dễ chứ Phong còn chả dám chửi nó mà đâu, thân như vậy còn chả dám chửi nữa đâu, ránh nó thôi. Rồi tôi bây giờ tôi biết chửi đấy. Thì là cứ làm như ở đây chửi ta dễ người ta vả cho vớ miệng chứ chửi đâu. Bây giờ em dẫn chồng nha. Nói chuyện với mấy người. Thôi xin lỗi nha. Này ăn mỡ này. Không. Em ăn chút mỡ thôi, không ăn nếp đâu. Sợ mập lắm. Sao? Có hả? Ngon lắm. Xin lỗi. Em chỉ thích ăn mỡ thôi. Mỡ thôi cho nó không có mập. Giờ mới bắt đầu tao ăn phở của ổng nè, trời ơi. Ủa gì nãy giờ? Chương rồi. Dạo này em ăn cho anh lại không? Không. Nãy ăn thịt trước. Em đâu có dám ăn nhiều chị, em chọn gà là chị ha, không có đống gà mà chả đống Việt Nam, chả đống Mỹ nha. Việt Nam là khác, khô khô lắm. Áo hồng mà sơn móng tay màu hồng, chung cái áo nó lửa từ sáng giờ được cái áo đúng màu. Không đẹp chứ. Vô tình á. Không em sáng em mặc đồ. Có phải anh hẹn chị lúc bây giờ qua rớt. Nó lên sáng. Sáng. Dễ 3 tiếng đi kiếm cái áo này cho bằng được từ sáng giờ. Bên Mỹ sáng là 1 giờ đi. Kéo lỡ tay vào đây rồi hiểu không? Tay ngủ dậy là sáng, ngủ dậy chị là sáng 1 giờ. Chị đâu biết đâu, chị tưởng sáng giống như Việt Nam á, chị 9 giờ là chị xong xuôi. Em này sáng sáng của em lại 6 giờ, 5 giờ chứ không có sáng 1 giờ đúng chứ nha. Em sáng 6 giờ nè. Ủa gì đêm anh ngủ mấy giờ? Như vậy chị cũng dậy 6 giờ á, mà dậy quen là sớm chứ. 6 giờ ừ. Nhưng mà 3 giờ xong về là ngủ được một giấc rồi mới đi tập, đi giấc rồi mới làm gì làm. Em cũng ngủ cả 11 giờ, nhiều nhất là 11 giờ mấy. Ngày hôm qua thì đi công chuyện rồi đi cái đám ở Việt Nam nó qua, Hà Nội nó qua. Hôm nay nó bắt đi ăn nữa này. Trời ơi chán quá, ăn nhiều quá. Ăn thì cũng mê nhưng mà em cũng thích ăn nhưng mà cũng mình thích ngủ hơn, thích nghỉ ngơi hơn đúng không? Ăn ngủ cho ai nữa ăn không đúng không? Ừ. Ăn ngủ. Nghỉ ngơi phải không? Đuối quá à. Nên chỉ Hà Nội qua thôi. Là biết xong rồi khi tối nó đi. Tối qua nó nghe. Thì nhà nó ở chứ tôi đi cũng gió. À
hả? Ừ, anh bị cũng gió, tưởng là sáng nay đi cũng được rồi đó. Mấy chị anh chị Hà Nội qua mới bảo là hôm nay đi ăn đi mà gì nhỉ? Phải đi ăn, nhưng mấy hôm nữa anh chị về rồi, ngày hôm qua đó. Thúy Nga nó rủ bảo đi ăn ở đâu, bảo đâu có mấy anh chị rủ đi ăn rồi, không có đi được. Cô em rủ anh đi ăn với ai em quên rồi ta. Đi ăn mấy chị đâu? À, cũng vàng đây nè. Xong rồi, bảo là mấy anh được. Mà mấy anh chị Hà Nội rủ ăn mà không đi, mấy anh chị không cho về Hà Nội đó, thì tôi sợ lắm. Nó lập đập phải đi mà cũng hơn á. Sợ quá, sợ quá. Tháng này rồi qua. Sợ, tại mình lâu lắm không gặp rồi. Phong á, chị Phong nó có cái chị Phong official là của nó riêng đó, nó quay một ngày nó tới đây nó không có thời gian, mà mình cũng không có thời gian quay hai clip. À, chị em mặc có một cái áo em mắc gì mà em phải thay hai cái áo. Nó quay hai cái món ăn rồi quay hai cái câu chuyện cười gì đó. Khán giả comment là tại sao em nghèo em có một cái áo, em có một cái áo thiệt. Và sao không chỉ chế Phong, chế Phong nó có một cái áo thôi mà cũng hai clip mà không ai nói, em nói mình không à. Tao nó bảo à, chế Phong còn comment em không, khán giả comment anh là mặc có một cái áo đó, mày coi lại mày đi mấy cái. Em cũng hai, em cũng có một cái. Có đâu, chế Phong cũng nhiều cái à. Không có một cái, một nó cũng mặc một cái, tại có một sau này em mới phát hiện ra một cái caro nhưng mà là mười mấy cái khác màu. Mười mấy không, cái đó là không, là người cùng màu luôn mà nó còn mặc cùng màu luôn, cũng một cái áo thôi mà hiện tại là anh đang mặc cái áo này là cái áo bữa hôm của chế Phong không? Hôm nay chế Phong nó cho rồi xong cũng lại cái clip áo cũ nó không có mặc vừa, nó bảo rộng quá nó cho anh. Mà quen một ngày mà hai cái hôm sau nó bảo con rồi, em cũng biết rồi, em phải mang hai ba cái áo đi. Anh biết tính em rồi, em có bao giờ mà ra xe thay áo không à, không có thay thì thay trong này. Trời, riêng ông chế Phong nha, em quay có khi là một gặp ổng đó, em quay ba phút xem ngưng đó, xong rồi ba ngày sau gặp lại mới có clip tiếp nữa. Thì ra một cái mặc bốn cái áo không rồi. Có là trong clip nhiều lúc thấy ổng mặc bốn năm cái, tưởng ổng ở chung nhà em không luôn. vô ra thay đồ mắc nữa à. đi ra đi vô thôi. Hồi chương trình hội tụ những người nghệ sĩ vừa rồi trường sân khấu kỷ niệm mấy chục năm đâu có nghệ. Ở Việt Nam đâu có mình đâu, nên giờ đây mình có Lý Hải rồi. Giỏi quá, Lý Hải mới là giỏi đó. Lý Hải tháng trước á là người ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội số 1 năm quan á. Lý Hải giỏi quá. Lý Hải có vợ giỏi nữa. Ừ, vợ giỏi. Đúng rồi. Vợ. Lý Hải là rất cũng hát là chung kia. Cái thời mẹ em đó. Đúng rồi. Lúc thời của sân khấu của Kim Ngọc, cô Kim Ngọc mất rồi đó, cứ bảo cái thằng Hải này nó khôn lắm. Ai nói gì nói, chỉ cười không có trả lời trả vốn như đó. Một cô thiệt, một cô cứ Ngọc, cô hay, nó khéo nhưng mà nó giỏi. Nhưng mà nó dễ thương lắm, nó hiền lành. Thân mà cái đợt mà nó ra cái gì nhỉ? Từ đó giờ mà. Nó ra cái nó chuẩn bị ra cái lật mặt mấy đó mà cứ đồ không biết ai chơi, nó cứ đồ nó đi đánh bài thu hết cả tiền rồi, mà nó đang ngồi edit phim ở trong đó mà kêu nó đánh bài. Thằng Hải không bao giờ đánh bài. Thằng Hải không bao giờ cầm vào lá bài đó. Không, thằng Hải là nó sống chuẩn mực. Giống như anh Cảnh đi, mình có tiền mình đánh bài chứ. Đúng rồi. Xin tiền mình đánh tiền đúng ai rồi, đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Nhật Hào này, à Minh Thuận ha, Karen Thủy. Nhật Hào nó trẻ măng à ha. Trời, Tuấn Cảnh. Tuấn Cảnh già khú à. Sao Tuấn Cảnh hồi đó mặc như bây giờ hồi đây chứ. Chị Lan này, chị Bích Lan, chị Bích Lan chị gửi đó. À, Bích Lan là. Đây là Hoài Nam, bây giờ là giảng viên đại học, giảng viên thanh nhạc. Chị Bích Lan này. Trời, chị Bích Lan. Chị Bích Lan giống giống là giống chị Xuân Hương. Giống... Hai Hoài Nam lẫn nha. Không, Hoài Nam rồi, Hoài Nam bên này đâu, Hoài Nam kia Hoài Nam. Tuấn Cảnh ngày xưa nhìn chán nản vậy. Đây là Nhật Hào đang trẻ mắng là Karen Thủy, Minh Thuận. Mình Nhật Hào đang ở đây nè. Karen Thủy. Karen Thủy về Việt Nam hát lại rồi. Ủa chị ở Mỹ hả chị? Mà nghe hào trẻ như con nít ra mặt mà baby face Việt Nam hát rồi. Lớn lên tại Việt Nam cũng phải chắc 7-8 năm rồi. Vợ luôn á, đi vậy xong về có đứa con gái cũng đẹp lắm, những gái xinh lắm. Bạn gái đó ở Pháp, gái lai Pháp, nhưng mà gái đi về chủng đồng Nam Thủy. Hôm nay anh Trung chủng đồng tới đây chị. Đây là chương trình ôn lại những kỷ niệm năm xưa. Trung chủng đồng nè, nhắc kỷ niệm nào không biết gặp để chị. Anh Trung chủng đồng ở trên Washington State. Kỷ niệm gì chị giao? Là chị gặp Nga lần đầu tiên. Nga không biết Nga nhớ không? Là sao? Chị gặp Nga lần đầu tiên là cách đây là phải là nói chung 20 mấy gần 30 năm, lúc đó Nga mới bước chân ra nghề thôi. Mới trường sân khấu Nga Phương Phước dắt ra. Chứ đúng không, rồi. Không có em học, không phải. Minh Nhí. Thầy Minh Nhí, cái bữa chị gặp là diễn matinee diễn buổi trưa ở ốc đảo Đầm Sen. Dạ. Thế không, cái chị em mới nói là hôm em thì mình gặp nhau trong cái phòng phòng dạ. Phòng make up á. Phòng make up cái
thấy nhỏ này nói chuyện mà tiếng giống như tiếng miền Trung á, tiếng miền Trung, cái chị cũng cười với em, xong cái chị, em nói chị ơi em hồi hộp quá ra em nói nhiều vậy đó, bữa nay là ngày diễn đầu tiên của em. Chị dữ vậy hả? Chị còn nhớ hoài luôn. Cái xong đến lúc chị hát rồi, chị đứng lại chị coi em diễn thì mình thấy bé này có tiềm năng. Thì có tiềm năng, bây giờ có tiền luôn không? Đúng rồi. Thời đó là ngày đầu tiên đi diễn là em gặp chị Giao đó. Đúng rồi đó. Xong cái ngày hôm qua Mỹ em gặp anh. Hai mấy năm. Có duyên. Hai mấy năm đó, diễn đầu tiên là ngay ông đảo là... đó, ông đảo đúng rồi, đầm xe đi cái cầu đó. Đó là anh chị Lan này có xe hơi đi hát đầu tiên, nó chở mấy đứa nhỏ theo, đúng nó rồi, hát rồi. Vào quận 10 rồi chống đồng ngồi chạy dòng. Lung tung rồi. Còn anh chồng chị là chở đi hoài à? Cái hồi đó chị thấy em diễn với ai ta? Em không nhớ. Không nhớ, chị nhớ có em mà bữa đó diễn với ai. Em là lần đầu tiên vô rung quá đứng nói quá nói luôn hả? Kêu bả bắt đầu bả hồi hộp, cái bả kiếm chuyện này chuyện kia bả nói hoài. Cái chị ngồi chị dòm nó nhỏ này sao nói nhiều mà nó tiếng Trung cũng lạ cũng vui nghe sao nó chỉ có diễn với Thuận thôi đâu có đó là sau này em lập nhóm lúc đầu tiên chứ em đi phụ cho người tao mà đúng rồi phụ em phụ mình cho nhóm làm cho anh Hữu Châu Quốc Nam nói đúng chung rồi. Nhiều lắm nay không nhớ ai nữa hình như diễn cho Quốc Nam thì phải à. Chắc là Quốc Nam đó Quốc Nam á xong đen trắng à, bữa đó nó còn lộn lời nữa đó. Lộn lời thiệt nha lộn lời là mình hát lại lại cái lời thôi đúng không mình hát lộn cái lời thì mình hát lại cái lời lộn lời là gì là sai lời không sai lời thì dùng chữ sai lời chứ hơn chữ lộn lời đúng lời kỳ anh lắm hát, anh mà hát lộn lời thì ông kéo cái giống gì vô kìa gà đó hả. Ôi ơi, may là tiệm đi hết rồi chứ nãy giờ nghe là cứ toàn những cái gì đâu giờ này chuẩn bị đóng cửa rồi có gì lẹ vậy trời mới 1:30 mà sao anh đóng cửa 40 cô hết buổi sáng rồi hả? Em chỉ bán buổi sáng thôi. À vậy hả? Ủa mà mấy giờ anh nghỉ? 3 giờ. Trời. 3 giờ là đi ra khỏi tiệm hết rồi đó, không? À làm bỏ đồ nấu nướng xong luôn rồi. Là mình em... xong rồi là mình giờ còn đâu còn cái gì bán bao nhiêu nữa đâu. Em cũng vẫn nấu để ngày mai. Không, ngày mai mới nấu sáng ra 6 giờ rồi sớm 8 7 giờ bán. Vậy không ai bán phở mà sướng đó. Như anh luôn á. Sướng gì? Ông bán vậy mà đủ mệt rồi. Em cực nhất là gì biết không? Chị nghĩ em cực nhất là đếm tiền. Có đếm mà vợ đếm rồi em. À giờ đếm hả? Chị không biết em gì luôn á. May quá có vợ đếm em chả biết gì về tiền, em không biết tiền, không biết sai. Ồ vậy là em là người sung sướng rồi. Thì đó bởi vậy. Làm cắm đầu làm mà nghe lý. Nghe mà nó diễn là anh đi rồi. Bởi vậy. Bởi vậy nó mới 7 giờ đó. Muốn là sao? Đến lúc em đi diễn. Nó nói vậy nó nói lợn nó lái á. Bỏ vậy là 7 giờ. Mà chị Phong giờ 7 vợ rồi kì vậy. Trời ơi trời, người ta không đánh một cái tự nhiên con, nói. Nó nói thầy. Nó nói nó một vợ một con. Nói là ổng là một vợ vậy. Một con còn bồ. Là tức là chị Phong. Mỗi con vợ là một đứa con, là một vợ một con. Đàng hoàng. Chị đàng hoàng. Chị Bích Phương kia bảo, chị Bích Phương mà thằng Phong nó về gặp á, nó gặp chị đâu nó ôm nó thấy thằng nó dễ thương mà đi đâu mất tiêu rồi. Lạnh mất tiêu rồi. Giống như là chim bay sao xẹt vậy đó. Sao xẹt. Chớp thất hiện hả? Cái thằng Nguyễn Hoàng nó chết rồi đó. Ca sĩ Nguyễn Hoàng á ngày xưa nhỏ biết rồi, thằng Nguyễn Hoàng. Nhỏ nhỏ xíu á. Nó đi đâu 3 tháng nó chạy về nó kể em 4 câu chuyện cười, xong rồi đi tiếp 4 tháng nó về nó kể 3 câu chuyện cười vậy đó. Mà anh Cảnh cũng hay anh bán phở vậy chứ mà chuyện ở Việt Nam biết hết trơn luôn á. Không hồi nó chết là em còn ở em chưa đi mà. Ở trên nóc tiệm ổng đã có nguyên cái parabol trên đó. Không phải thông thường đâu, nguyên cái parabol. Em kể chuyện nó hoài tâm. Những cái chuyện của nó bảo của sao anh ở trong đó anh cái gì biết rồi không người ta mang tới người ta kể mình trong mình nghe hơn. cái chỗ này cục thu lôi hay gì vậy? Cục thu lôi phải không? Cục thu lôi ngoài em nghe tám có nhiều chuyện xuất sắc lắm. Mới cả mình nghe giết thì mình tổng hợp trở lại thế là mình biết thấy không? Anh Cảnh ơi tính tiền. Thôi, mình còn ở đây mà tính tiền gì? À là mình không có tính tiền à? Không. Trời đỡ thế. Trả đi. Sáng nay là em tính đưa chị Giao với anh Bình xuống biển ăn nhưng mà tại vì thấy chị Giao đòi đến ăn đúng cả. Thôi mình mời em chị mời mà khó khăn đấy chị mới mời được chị Giao anh Bình tới ăn lần thì đấy. Thôi trả tiền điện trả tiền nước chứ ai mà. Thôi trả tiền đi trà đá. Thì giờ anh trả đi Phong, anh nói không vậy? Rõ ràng. Anh Phong là anh giờ giàu lắm nha, đeo hồ Rolex luôn rồi đó. Anh Phong là nhất rồi, nhất thứ luôn rồi. Phong ơi, dạ chuyện bình thường mà có lại. Chứa như mày có đó. Em ở đâu? Em vẫn ở ngay chỗ cái hành rô này anh.
em ở đường chỗ đường Hà Bờ hay là đây nè, gần đây nè, em mới nói chị Giao mai mốt vợ chồng chị có qua đi chơi là ở nhà em. Lúc đó chắc chừng 4 cái này hồi mới có mấy này. Ừ, trời đẹp trai lắm, nó lai giống mẹ nó nữa mà. Nó là lai bố nó cũng đẹp, nó bố nó mặc nét Trung Đông mà chị. Bố là Trung Đông hát nhạc sến. Khi vũ trụ lên đèn, tung ngủ nhập. Nó lúc nào có dấu ớ đó. Ác chì. Người ta là hát xì. Con rồi, mấy mai. Ủa, con mấy con mấy mai hả? Nên lớn. Không, đừng lấy cái hình này, lấy hình khác đi. Ủa sao vậy? Con cái mấy mai xấu. Nhanh ha. Cái mai là hơn con em một này. À vậy hả? Trời ơi, xuân mai giờ là ba. Ông không gặp em đang đứng đó, đang đó. Ủa, chưa đẻ à? Chị đu đẻ rồi. Xuân mai giờ là ba đứa con. Tính cạnh một bước làm ông ngoại luôn rồi, hay thiệt. Ba đứa con đây này, hình đây này. Nhanh quá, mới đây mà chục năm. Ủa Phong, cái thằng của em nó ra trường chưa? Vẫn còn học, anh đang học doctor. Đang học doctor. Ôi, thằng cha ca sĩ mà con bác sĩ luôn hả? Thằng doctor thằng, mà thằng, doctor thằng, thằng, giáo sư chứ không phải bác sĩ. Giống như là giáo sư. Đây ba đứa đây nè. Hơn nữa. Tiến sĩ giáo sư. Tiến sĩ là master thằng. Cưng à. Ồ quá trời cưng luôn. Cái thằng Rick á nó học để em kiếm cái hình của thằng Tiến Văn. Nhỏ hơn bé Mai một ngày. Đây nè. Đó, mỗi lần tới ăn là ổng khoe con cháu ổng vậy đó. Bé Mai 5 tháng 1. Ừ. Thằng kia 6 tháng 1. Em nhớ hoài ông Cảnh đi khoe. Em đang đứng ngay giữa cái nhà thương đó. Ông Cảnh đó, để chưa? Chưa. Chị đu đẻ rồi. Ủa mà sao thằng này nó lại giữa mày, anh đâu có ra từ chú đâu. Điên à. Đức Huệ. Đi mê ơ. Đức Huệ, bé Mai nó sinh ở Đức Huệ. Kế bên là Rạp Thăng Long. Trời ơi. Ủa, con bé Mai nó sinh Hà Nội anh? Ở đây. Sinh ở đây. Sinh Sài Gòn ở đây. Sinh Sài Gòn. Mình cứ tưởng nè. Phong, thằng Rick bây giờ học 4 năm nữa là ra giáo sư. Trên nó có MD rồi, nó có master rồi. Học 4 năm, để học 2 năm kia rồi, bây giờ học 4 năm rồi. Chị là hai vợ chồng qua là có con cái đồ qua không? Có đứa nào qua? Arizona đó. Có mình hai chồng chị thôi, con chị là một đứa là cũng si là bên này. À, có bé gái là bảo lãnh rồi, chị con gái bảo lãnh, còn hai ông ở bên này. Còn một thằng trai Việt Nam, chỉ có hai đứa thôi. Đứa con gái, đứa con trai. Lúc mà dịch bên này, nó dạy online, năng nghĩa chăng? Con anh á, hôm nay nó lớn như vậy hả? Nó lớn trong chiều. À, cái này kính này là của anh Lê Tuấn Anh, chồng dòng dân hay đeo đó. Mà sao không cho luôn vậy? Hay chơi mấy cái loại này lắm, giống ông Đại đó. Lê Tuấn Anh cho. Lê Tuấn Anh quê lắm, ổng vậy. Ủa chị, anh Đại có ở đây không chị? Không, ở Việt Nam. Có đi chơi thì có. Thỉnh thoảng qua chơi. Có đi chơi. Anh đi Canada, anh đi qua đây. Dạ. Đây, nhóc đi tập nè. Suốt ngày trong máy là toàn luôn là con cái rồi. À cái thằng này nãy cái hình hồi nãy đó gì? Nó đẹp trai lắm. Còn lớn, bây giờ là còn nhỏ rồi, chưa lớn. Bây giờ là sao? Bây giờ là hồi này mới 16 nữa. Đâu giờ ông lớn cỡ nào đâu? Tự nhiên thôi, hình kia đâu không thấy nè. Đâu cái hình ông lớn đẹp trai rồi. Quá. Cái phòng đâu? Cái phòng của tương lai hả? Cái phòng mà ngồi kỳ. Đâu, Tuấn Cảnh không thương con lắm, mấy của ông là toàn hình con cháu, con cái, rồi con hồ cơm. Không có hình của mình. Nhà ở không? Ông ổng lật hình con, ổng khoe, đặt lật khoe con. Đây, tay cháu. Nãy giờ đẹp trai dữ vậy đó hả? Ôi, biết đâu mà vừa đưa clip này lên là biết bao nhiêu người xin làm con rể anh. Em của bác Sơn hả? Con dâu. Con dâu rồi, nhầm. Anh rủ? Ừ. Ủa, học sinh già. Dạ đúng rồi. Con lớn rồi. Thằng này giống ba. Học sinh già nó là anh cũng học sinh. Nó làm cái mắt này. Vũ Linh với Cường. Nó cố tình nó làm. Bây giờ chị nói em thấy giống này. Thấy không? Vậy đó hả? Cường đó. Không. Thằng này nó giống cha, nó y chang à. Cũng làm mình như làm khách sạn. Nè. Nó làm này. Mẹ nó ngồi sau rồi phải không? Không vậy đâu. Khách sạn gì đó. Trên mày á. Giỡn sợ gì đó hả? Tự nhiên quên rồi. Xin nó nằm ở chỗ này ha. Không biết cái xin đâu. Đây. Sao bây giờ anh đây nè, thì mở lớn lên là New Jersey. Đây Pennsylvania thì đâu cái. Đây New Jersey đây rồi. Đây. New Jersey thằng nhỏ nguyên cái biển đây mà không chịu cắt. Đấy là Đại Tây Dương bên mình đang ở Thái Bình Dương mà sao. Trời ơi, ngày mai chỉ về rồi máy bay lo chứ mấy anh có lo đâu mấy anh. Anh chỉ cho mày nghe. Bây giờ New Jersey nó nằm ở đây là bay qua biển là bay sang châu Âu đó.
Còn mình ở bên này này, đây này, mình này New York đây này. Đó. Mình bay từ đây sang đây máy bay biển nào? Từ đây sang đây bay biển nào? Đây mình đang ở đây này, đây này cái chấm xanh là của mình này. New Jersey nằm ở đây này, thế mày anh phải đi tới đây có phải ven biển chỗ này không? Mày bị điên à, mày cũng phải bay qua đất liền, mày bay qua từ Arizona qua đất liền, bắt buộc phải qua đất liền. Chết rồi, căng quá. Bay ngang nước Mỹ mà nó bảo bay qua biển. Ê, tới giờ mình đóng cửa tiệm rồi kìa. Tranh luận quá. Bây giờ cho bọn mới đó. Bây giờ là tình hình là tụi em ngồi đây cãi nhau về cái vụ chuyến bay của chị để mai chị về thôi đó. Chị về chị không cãi mà hai chị về không cãi tại mấy người này không có cơ hội cãi với ai đó chị. Bị trầm cảm quá nên là phải. Ủa gì Phong? Là Phong tính làm con số sành sàn nhà lại hả? Bệnh mệt thì. Bệnh đuối kìa. Anh nghe cãi nhau mà anh muốn trầm cảm này luôn vậy đó. Ôi bay bay tính cảm nha. Giờ đi uống cà phê nha, em phải dọn dẹp em. Ok đi đi. Em đỡ tốn tiền dữ lắm. Giờ này em buôn bán lỗ lã nha. Mà lại còn chúng nó vào nhà nó ăn cắp mà nó còn bảo lấy cái này lấy cái kia nó bàn với nhau gì. Anh cái bảo là làm sao? Ôi qua nhà anh xin cái bầu. Chị Nga. Ủa chị Nga có gắn cái audio trong cái camera không có không? Có. Thì mà anh của anh mà nó quên mở. Anh hãy mở cái tiếng lên. Của anh không có. Thì anh cái anh bảo đâu có gắn audio con bé em có nghe tiếng nó mở lên cả tiếng cái lấy cái đừng có lấy thùng này đừng có lấy thùng kia lấy cái rồi tiệm Leon cũng cái nhóm nó vô lấy luôn cũng nói tiếng Việt tại vì rồi. Hai đứa chơi nó linh với nhau á lấy bưởi tiếng Nga không lấy thì lấy cái kiểu tóc còn mất cái mấy cái miếng ấp lấy bưởi mà bán nhà bỏ ghê chưa thì nó phải gọt răng. Phong nó may 80 cái quần giống này này chị, anh để quay 20 cái cho mày 80 cái. Nó cứ mặc một cái quần này cũng không ai biết, nó đi 8 ngày đó cũng tưởng tưởng là nó có gì nhà. Ủa coi lại có lắc đầu tôi. À thì đâu có đâu, thì mỗi lúc con cái lắc là bị bệnh lắc đầu. Bệnh lắc đầu không? Ồ sao bé không lắc, đó. Ở đây có cái chỗ mà cái chuyện, cái gì cái khách sạn cho chó đó không? Khách sạn cho chó mà là có luôn đó ở cầu Lan trên cầu Nga. Anh nhà anh có chó không? Bước xuống cầu Lan đi. Có chó không? Mang chó đi enjoy nè. Có chị giao đi với chị Nga. Đi với Nga, Nga đón chị. Thành lấy sách tay chị kệ nó nhét vài quả sầu riêng vô đi. Tặng chị sầu riêng thiệt mà. Nhưng mà phải giống như là bay về mấy tiếng là ok đó. Chị sợ lên máy bay nó không có cho sầu riêng chứ. Không, nếu mà chị đóng nguyên thùng á thì ok. Ừ, thì nó không có vô mùi á thì là tụi nó sẽ cho bay. Sách sách tay. Còn sách tay là không có cho nha. Bộ sách tay là lên nguyên cái máy bay nó đuổi chị xuống luôn á. Sách tay là nó không cho. Ồ bên Mỹ nó tụi Mỹ nó kỳ thị quả sầu riêng lắm. Đúng rồi. Nhiều người chịu đâu có nổi. Dạ, ta sợ. Lên là nó ói từ lưa tà la ra nữa. Nó ói mà nó cái mùi nó nghĩ là giống như cái giống như cái mùi gas á. Đúng rồi. Nên là nó sợ. Việt Nam mình thì thèm ơi là thèm. Bởi vậy. Đó mà Tuấn Cảnh bên này là nhà em bên này là quẹo qua kia là chỗ của chị với anh Bình luôn đó. Anh cũng đỡ gần. Bên này là cơm niêu của chị Gigi Phương Trinh bà xã Hoàng Kiều đó. Tối nay tụi nó hẹn nhau ra qua bên Gigi chơi nè. Ủa vậy hả? Bình